Em Chí mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe trong ngày hôm nay. Thì hiện tại thì em đang có mặt trên đường Lê Đại Hành, phường 13, quận 11. Trước mặt em là ngân hàng của HD Bank, là bưu điện của KNK nha cô chú anh chị và các bạn. Thì đối diện bên đây thì là Lotte Mart ha, là một siêu thị rất là lớn trên quận 11 này ha anh chị ha. Thì khu vực này thì nhiều shop house, thì bên khu vực dưới tầng trệt và trung tâm mua sắm để thỏa mãn nhu cầu cho cô chú anh chị và các bạn đi mua sắm trong những dịp ngày lễ Tết hay những ngày thường, ngày cuối tuần. Thì hôm nay cũng là ngày cuối tuần thì em di chuyển địa điểm này thì cập nhật thêm một số thông tin về khu vực quận 11 này cho cô chú anh chị và các bạn mình cập nhật thêm. Thì hiện tại thì tòa nhà của Lê Minh Tân Tour rất là rộng lớn nha anh chị. Thì khu vực này thì trung tâm mua sắm, thì khu vực dưới ở trên là những căn hộ cao tầng và cao cấp nha anh chị. Hiện tại thì bên khu vực này thì nói chung là những tòa nhà mọc cao như thế này và những trung tâm mua sắm shop house để phục vụ cho các chú anh chị bà con mình đi mua sắm hiện nay. Thì tòa nhà này cao được 26 tầng nha anh chị. Hiện hữu thì có 3 hầm và 6 thang máy ha, để di chuyển lên xuống trong khu vực này. Tòa nhà này rất là rộng, rất là đẹp nha anh chị. Khu vực này thì bảo vệ thì bên ngoài, thì giữ xe thì dưới khu vực tầng hầm. Bên qua nguyên bên đây thì khu dưới thì là quán cà phê, cũng có khách du lịch mình ngồi uống nước nha anh chị ha. Khách du lịch thì khu vực này thì nói chung là cũng đây đây để ở khu vực bên đây. Bên khu vực Lê Đại Hành này nói chung là vừa kinh doanh mua sắm và đối diện thì kinh doanh mua bán xe và các công ty chi nhánh văn phòng cũng rất là nhiều anh chị. Hiện tại cũng như shop hoa Đà Lạt như thế này rất là rộng, rất là đẹp luôn. Thì hiện tại trên đường Lê Đại Hành này cũng bao nhiêu sum thì chuyên về những mặt hàng cũng như là há cảo ha, rất là ngon ha anh chị ha. Nói chung là bao nhiêu sum cũng nhiều chi nhánh, thì các quận cũng đều có bao nhiêu sum nha anh chị. Bên đây thì chi nhánh ngân hàng, văn phòng và khu vực buôn bán xe thì hiện nay thì em nghĩ là rất là thưa thớt cái lào vắng anh chị. Thì cập nhật thủ tục thường xuyên về xe cộ, xe máy, xe hai bánh và xe bốn bánh. Hiện tại thì sang tên đổi xe chính chủ hoặc là sang tên chính chủ này kia là cũng hơi bị khó khăn, nó lèo tèo luôn cái vấn đề mà thủ tục nó hơi chậm trễ chút xíu anh chị, nhưng mà thời gian cũng xong thôi, nhưng mà mất thời gian hơi bị nhiều chút xíu. Thì hiện tại trên màn hình ống kính này đó là khu vực của trường đua Phú Thọ nha anh chị, trung tâm thể dục thể thao của Phú Thọ ha, trên đường Lê Đại Hành này. Thì hiện tại bây giờ là nhà thi đấu của Phú Thọ anh chị. Thì hiện tại là nhà thi đấu của Phú Thọ thì năm 2011 cho đến năm 2023 này thì cũng là 12 năm rồi. Những trường đua và những khu vực bên về đua ngựa hồi năm xưa thì nói chung là cũng cũ kỹ, ít ai tìm hiểu đến khu vực này anh chị. Khu vực này thì nói chung là xưa là đua ngựa rất là nhiều, thì hiện tại thì không còn như xưa nữa anh chị. Kết cấu xây dựng thì nói chung là của thời Pháp đến giờ. Nhiều khi mình chạy ngay khu vực bên Đại Hành này mình để ý mình mới biết là khu vực xưa là có đua ngựa anh chị ha. Thì biểu tượng ở trên trên bảng như thế này thì mình thấy là biểu tượng hình của chú ngựa chào anh chị ha. Thì đây là trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao, hồi xưa là trung tâm của đua ngựa. Về xưa thì cũng có khoảng như là 60 tay này và 500-600 con ngựa anh chị ha. Thì đợt sau thì mình cũng có cập nhật thêm là một số thông tin về ngựa. Thì những ngựa thần chủng được Australia nhập về này để phục vụ cho trường đua. Thì hiện tại thì nó chỉ là nhà thi đấu anh chị.
thì thời gian tránh bóng những cái đường đua ngựa thì tiếp tục thì những cái khu vực nhỏ trong đó thì cũng có đua xe anh chị, đua xe như là đua xe thể thao như là giao hữu cũng như là mấy loại xe hai thì hoặc là bốn thì anh chị ha, một thời gian thì cũng ngưng luôn một thời gian thì cũng bỏ trống. Thì sau này thì thành phố Hồ Chí Minh mình ủy ban nhân dân thì chuyển đổi lại thành nhà thi đấu Phú Thọ khoảng 12 năm nay anh chị, năm 2011 đến năm 2023 đến nay. Thì hiện hữu thì khu vực này cũng còn cũ kỹ thô sơ, trong ngoài bên đua ngựa thì bên trong thì cũng rất là làm lợi, cũng được trang lợi trùng tu lại rất là nhiều. Còn hiện tại khu vực bên đây là khu vực vùng xây của Lê Đại Hành Văn Giao Cơ anh chị, và một hướng thì mình về đến Ninh Thăng, một hướng về mình về cư xá Lữ Gia ha, đường Nguyễn Thị Nhỏ ha. Thì đây là trung tâm mua sắm anh chị. Hiện tại thì trung tâm mua sắm thì nằm dưới tòa nhà chung cư như thế này. Ở dưới từng chợ thì mọc lên những nhà thuốc tây hoặc là những shop điện thoại, những shop điện máy, bán đồ điện máy cũng nhiều. Bên đây là dạng như phòng thu âm nè, rồi bên mé kia thì mình bán pizza được ha chị ha, rồi cà phê quán nước rồi cũng có luôn. Mọc lên như thế này thì nói chung là kinh doanh ngay mặt bằng căn gốc dòng xoay như thế này thì rất là gọi là rộng rãi và kinh doanh rất là gọi là mạnh luôn. Mà thời điểm này thì rất là bán lưa thưa anh chị, lương rất là lưa thưa luôn ha anh chị ha. Khu vực này là chuyên bán về trả góp nè anh chị, về của FPT, về các loại mà điện máy, các loại như là máy tính nè hoặc là điện thoại. Ở đây thì nói chung là những chú xe ôm ở đây nói chung là cũng chờ những cút đi, thì ngồi ngoài nắng mà cũng phải chờ những cút đi để kiếm tiền sinh nhai hàng ngày nha anh chị ha. Bên dòng xây này thì những bên mặt bằng góc bên kia thì chuyên về là kính thuốc Sài Gòn hoặc là kính Sài Gòn, kính điện phủ luôn anh chị ha. Thì đa số là mọc những cái dòng xoay hoặc là mọc lên những căn góc. Bên kia là thế giới di động, nói chung là hôm nay thế giới di động là cũng phải đóng cửa luôn anh chị, cũng có thể là kinh doanh khu vực này là nó bị ế vắng. Và thời điểm này hôm nay là ngày chủ nhật mà đóng cửa như thế này thì anh chị hình dung là hiện tại là khu vực này là cũng ảm đạm anh chị ha, những khu vực mua bán kinh doanh xe chạy đi đồng bộ luôn rất là nhiều. Thì khu vực bên đây thì chuyên về bán những cái shop hàng nhỏ nhỏ, là chuyên về trắng cà phê anh chị ha, và tiến gửi những nhà đất này kia đồ rất là nhiều. Mà xe cộ thì chạy đưa thưa lớp thớt cái đoạn bên trong, bên ngoài rất là đông anh chị ha. Như bên trong đây thì cũng đưa thưa lớp thớt cũng ít. Thì một bên những quán cà phê nên nói chung là rất là nhiều luôn anh chị. Để em di chuyển vào bên đây anh vòng ra một đoạn cho anh chị cập nhật thêm. Thì khu vực bên đây thì nói chung là dưới cái đoạn chung cư của Phú Thọ nè anh chị. Bên Phú Thọ này nói chung là chung cư rất là nhiều luôn anh chị ha, chung cư là tứ phía luôn anh chị. Kế bên là trường học Nguyễn Thị Nhỏ. Thì những chung cư mọc lên xoay tròn thì kế bên phải có trường học anh chị. Thì để con em của bên dân chung cư thì xuống, bà con ở bên chung cư đưa con đi học nó rất là tiện. Khu vực này thì cũng có công viên, hiện tại thì cũng ít người để làm thể dục công viên này. Ở đây thì khu vực này anh chị thấy chung cư rồi rất là cao tầng ha, rất là nhiều luôn. Hiện hữu thì mấy quán ăn quán uống như thế này thì gắn que luôn chị. Thì giờ này là 8:20 sáng anh chị ha. Khu vực này là chuyên về quán cà phê luôn anh chị. Cà phê thì nói chung là cũng còn đưa thương lớp hết những người ngồi. Những quán cà phê mà như thế này thì cũng rất là tiền không anh chị ha. Mỗi lần mà mở một quán cà phê như thế này cũng vài trăm triệu nha anh chị. Những căn góc nhỏ như thế này. Quán cà phê hôm nay ngày cuối tuần nói chung là cũng còn đưa thương lớp hết, cũng không đông hết ghế anh chị. Cũng khoảng chừng có 20-30% ghế ngồi của khách thôi. Thì nói chung hiện tại thì vấn đề kinh doanh thì mình kinh doanh vấn đề cà phê quán ăn thì ít người như vậy thì anh chị cũng có hình dung được. Hiện tại thì Sài Gòn mình là bị dạng như là
xa xúc vấn đề tiền bạc kinh doanh. Thì kinh doanh mà không mua bán được thì tiền bạc đâu ra mà để ra quán ngồi thảnh thơ hay là đi ăn đi uống, tức là khó khăn anh chị nha. Thời điểm này năm 2023 thì kinh tế toàn cầu đã tụt dốc suy thoái hết, toàn bộ ảnh hưởng rất là nhiều, trong đó thì trong đó cũng có Việt Nam mình nằm trong số đó. Thì thấy mở quán mà để ghế cỡ dày nè anh chị, mà không có ai mà để vô ngồi uống uống nước, anh chị thấy cũng xót xa ha. Nói chung là hình dung được những cái quán ăn quán uống như thế này, quán tóc như thế này cũng còn vắng nữa, huống chi là những cái quán rộng lớn cũng như quán cà phê bên đây anh chị thấy này. Cái quán rất là lớn nha anh chị, rất là rộng luôn anh chị, mà khách thì em thấy thì 1-2-3 người, xe thì 1-2 xe, xe có nhân viên anh chị, còn khách thì không biết đâu. 8:20 sáng thì hiện tại thì giờ này thì người ta ăn sáng cà phê thì hiện tại thì rất là vắng luôn. Bên quán ăn này nói chung thì cũng còn vô thưa lớp hết, cũng có khách lai đây đây đây. Đây thì quán thì rất là vắng. Mở một cái quán cà phê như thế này anh chị cũng đã hình dung là cái vấn đề mà rất là tiền nhiều anh chị ha. Vài trăm triệu, rồi tiền mặt bằng thuê nữa cũng 30-40 triệu. Thì 30-40 triệu anh chị cứ nghĩ lên, nhân viên, tiền thuê mặt bằng, tiền đề co quán. Thì hiện tại quán mở ra một ngày thì có 3-4-5 người khách hoặc là 10 người khách, đâu thấm vô đâu nên chị. Một ly cà phê thì chỉ có 20.000 hoặc 25.000. Thì giờ trong cà phê máy lạnh như thế này thì hỏi thử tiền đâu mà mình bù lỗ hoài. Thời gian thì có thể là đóng cửa dập tiệm, không thời gian ai cũng như thế đó nên chị. Thì giờ mình cũng dán dự trù để một số tiền để mình dự trù mình để đắp bù lỗ, mà có thể là kinh doanh có thể là như thế này hoài, là có thể là đóng cửa phá sản luôn anh chị. Nói chung là năm 2023 này rất là tồi tệ trong mọi mặt kinh doanh. Thì ai kinh doanh thì cũng muốn là mình để có đồng dư đồng lời. Hiện tại thì kinh doanh như quần áo shop luôn như vậy, bán cũng không được, anh chị thấy rất là vắng luôn. Và đến hiện nay thì mọi mặt mọi tình hình đến đây đều vắng. Bên đây thì những sân cỏ của bên khu trường của Phú Thọ nè anh chị. Thì bây giờ là trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ, là cũng là nhà thi đấu anh chị ha. Thì hiện tại thì sáng thì các em thì giải trí như là đá bóng hoặc là luyện võ hoặc là những thể thao như là game này kia đồ như vậy cũng vẫn có ha. Ha, đi bộ rồi nè rất là nhiều. Mấy sân thể thao này là người ta mướn sân để mình tập thể thao cho mỗi ngày để có sức khỏe ha. Còn có những quán ăn như thế này thì hiện tại thì sáng thì đóng cửa, bây giờ thì mới mở cửa để duy trì thôi. Thì ban trưa ban tối thì có thể là có khách đây 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 anh chị. Đây là những quán cà phê tóc cũng như là các em sinh viên mà để bán thuê cho các cửa hàng anh chị, cửa hàng như cà phê bánh mình chả cá cũng vậy. Thì các em sinh viên thì nói chung là sẽ phụ thuộc vào những cái vấn đề mà sinh nhai kiếm sống hàng ngày, cũng như là mua bánh cà phê và bán trà sữa và mua bán cũng như là bánh mì chả cá hay là bán phẩm gì mà để lề đường đường phố như thế này để kiếm đồng lòng sinh nhai cuộc sống, cũng như là tiền học tiền hành anh chị ha, cũng như là tiền nhà trọ tiền ký túc xá. Thì những tiền đó thì cũng do mồ hôi công sức của các em tìm ra những công việc như thế này mà để làm để kiếm tiền anh chị. Thì một sức bán như vậy thì anh em cũng có hỏi thăm là các em bán một sức bán như vậy thì được 100k anh chị ha. Từ khoảng tầm 5:30 thì thức dậy thì mình soạn ra thì mình kéo xe đến ngay cái điểm đó, thì khoảng tầm 6:00 mấy là có người đi làm hay hoặc là đi dẫn lai người ta mua cho các em và bán cho chủ. Thì nói chung là bán lề phố như thế này thì cũng tạm bợ cho các em hàng ngày, nhiều khi có địa điểm bán chậm quá thì các em phải di dời. Nói chung là nỗi khổ của nhiều người cũng như là các em sinh viên hiện nay kiếm tiền để mình đóng tiền học trong ký túc xá hay là phòng trọ. Các em tập trung vô là 5-6 người chung một phòng trọ để nghỉ ngơi
ăn ngủ mà để học tập cho đến thời điểm mà thi ôn và thành tài anh chị. Trong thời điểm Sài Gòn hiện nay nói chung là rất là nhiều em sinh viên ở dưới các tỉnh và vùng quen lên trên đây mà để ôn thi và để học. Thì hiện tại thì em đang giao lộ với lại đường Lý Thường Kiệt và đường Tô Hiến Thành. Thì em sẽ cặp qua đường Lý Thường Kiệt hướng về cư xá Lữ Gia nha anh chị. Thì trên đường Lý Thường Kiệt này cũng là thuộc đường Nguyễn Nhân Thoại năm xưa anh chị ha. Thì hiện tại thì trên đường cư xá Lữ Gia là như thế này anh chị. Anh chị hình dung thấy là những kinh doanh mua bán những mặt bằng cho thuê như thế này. Hồi xưa thì khu vực này là mua bán về những nội thất cũng như là bồn tắm, bồn tàu này anh chị. Nội thất rất là nhiều và những kiosk như thế này rất là lớn anh chị, rất là nối dài luôn ha. Kinh doanh rất là nhiều những nội thất trang bị gia đình mình như bồn tắm, bồn tàu hoặc là điện nước này nè. Giờ thì đóng cửa hàng lộn như thế này rất là ảm đạm luôn anh chị. Thì khu cư xá Lữ Gia này nói chung là hồi xưa rất là sung nha anh chị nha. Tập trung về đây là buôn bán kinh doanh rất là nhiều mặt hàng rất là lớn ở khu vực đường Nguyễn Nhân Thoại năm xưa, hiện tại là đường Lý Thường Kiệt. Bên khu vực này là hiện tại là kinh doanh về các cơ khí cũng như là máy móc và cũng như là cửa sắt hoặc là bán những mẫu mã cũng như là cửa nhôm, cửa kính nha anh chị. Đây là khu vực trường đại học Bách Khoa. Thì gần những khu vực này cũng có nhiều như là cũng có ký túc xá và những cái phòng trọ rất là nhiều anh chị. Để cho các em gần khu vực này để học hành này, cho nó tiện. Hiện tại thì anh chị thấy cái đoạn bên đây là cho thuê hàng loạt như vậy, đóng cửa hàng loạt như vậy nè anh chị. Để dán bảng cho thuê, bán đất, bán nhà. Thì hiện tại thì kinh doanh mọi mặt Sài Gòn mình nó đang bị gọi là thất thủ anh chị. Kinh doanh mọi mặt em thấy là xuống rất là nhiều. Từ kinh doanh cũng như là đối diện bên đây là mua bán xe hay là mua bán những nội thất như thế này thì đóng cửa hàng loạt. Kinh tế mình rất là xuống anh chị. Anh chị hình dung là đóng cửa như thế này rồi chén cơm manh áo của những người mà đi làm thuê làm mướn bây giờ đang nghỉ ở khu vực này, biết đi về đâu, biết làm nghề gì, hay là về quê hay là trụ ở đây. Nếu có thể mà trụ ở nơi này ở Sài Gòn, đất Sài Gòn mình, thì có phải là làm công việc khác cũng như là chạy gáp hoặc là buôn bán sinh nhai nhỏ như lề đường hay là đi làm thuê làm mướn. Rất là khó khăn trong công việc luôn anh chị. Thời điểm này thì đi làm thuê làm mướn thì 5-6 triệu, còn mà chạy gáp thì một ngày á 200 ngàn, 200 mấy ngàn, thì đóng lại tiền cho bên công ty thì khoảng còn 100 mấy ngàn. Thì nói chung là tiền xăng tiền cộ mấy chục ngàn cũng còn dư khoảng 100-120 ra, là ăn uống hàng ngày nói chung là gói ghém lắm á, là cũng khoảng dư còn 50 ngàn. Rất là khó khăn, nhiều khi chạy không được nữa. Thì em đang tính tình hình mà chạy được á 200 mấy anh chị, 300 ngàn á. Bây giờ rất là khó khăn khổ sở cho cuộc sống hiện tại của các anh chị mà đã nghỉ trong công việc bán hàng như thế này. Thì hiện tại thì bên đường Nguyễn Thường Kiệt thì bên hàng đồng tính của em thì bên đây thì là Thành Đạt cũng chuyên gia về bán về đèn mẫu đèn pha lê rất là đẹp anh chị ha. Hồi xưa thì chuyên gia bên đây là đèn pha lê không rất là nhiều luôn anh chị. Bây giờ còn le que lưa thưa lớp hết vài ba tiệm anh chị. Thì cũng đóng cửa rất là nhiều tiệm đèn pha lê như thế này. Khu cư xá Lữ Gia này thì anh chị cũng thấy là rất là sang trọng, rất là xô bồ những kinh doanh như thế này. Và những nhà cao tầng và những trong đường nội bộ như thế này là rất nhà cao tầng rất là nhiều. Khu này gọi là khu nhà giàu nha anh chị. Khu này là chuyên về kinh doanh mua bán rất là giàu có sang trọng. Hồi xưa thì những mặt bằng như thế này, những khu vực này người ta ăn nên làm gia, mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cậu. Thì trong thời điểm mà sau dịch đổ lại anh chị thì thất thủ như thế này nè anh chị. Bán nhà, bán xe, đổ nợ, đổ nần, phá sản luôn anh chị. Thì
Thì hiện tại những khu vực này thì cho thuê và bán. Nhà có thiên là nhà cho thuê hoặc bằng cho thuê. Kinh doanh mua bán thì ế ẩm. Thì âm gia thì sẽ như vậy anh chị. Xưa thì mua bán này đồng lờ thì người ta mua đất, mua đai, mua nhà, mua cửa. Xong người ta mở thêm chi nhánh ra, mình mở rộng ra. Nói chung ai cũng vậy hết. Ai cũng phải là mở rộng ra những thị trường, những buôn bán kinh doanh hết anh chị. Thì đâm ra thì lúc mà thời điểm mà thất thủ rồi đó là hàng loạt luôn anh chị. Là đổ nợ hàng loạt luôn, phá sản luôn. Đóng cửa hàng loạt. Là không nhiều khi có người trắng tay luôn anh chị. Thì khu vực này nè, anh chị thấy là bán sản phẩm rất là nhiều về điện máy luôn. Bây giờ thì để nhà cho thuê luôn anh chị. Đóng cửa hàng loạt của khu cá nước da này. Mình nhìn mà mình thấy vắng mà mình thấy đau lòng luôn anh chị. Xe thì vẫn chạy ha, mà nhìn những đoạn đường như thế này thì không còn ai kinh doanh hết. Bây giờ thì ban sáng sáng như vậy, ban chiều chiều cũng như là một cái đoạn đường mà dịch năm xưa vậy anh chị, dịch mấy năm trước nó vắng que vắng teo luôn á. Thì không còn ai kinh doanh ở khu vực này thì ít người qua lại mà để kiếm hàng, mặt hàng để mua hàng, mua sắm những cái vật dụng như vậy anh chị. Đây là khách sạn Ngọc Lan anh chị ha, 3 sao anh chị. Hiện tại thì cũng để là cho thuê luôn anh chị. Những chủ đầu tư không biết như thế nào mà để cho thuê lại anh chị ha. Hiện tại thì kinh tế quá xuống đi, thì toàn cầu ảnh hưởng. Thì trong đó là có Việt Nam mình thì tồi tệ nhất là những cuộc sống cũng như là những người làm thuê làm mướn. Để đứng bán hàng như thế này mà nghỉ hàng loạt luôn anh chị. Thì người ta là phải tìm công việc khác. Thì hồi xưa giờ người ta làm thuê làm mướn như vậy rồi thì người ta tìm công việc khác là hơi bị khó khăn. Cuộc sống hàng ngày cũng hơi bị khó anh chị. Cũng có người một số về quê, cũng có người thì dán trụ ở đây. Nhưng mà trụ ở nơi này thì nói chung là cũng rất là khó khăn, chật vật, vất vả trong cuộc sống hiện tại. Dạ em cũng cập nhật hết cái khu vực mà cơ sở nước da này cho cô chú anh chị và các bạn. Mình đã cập nhật cuộc sống Sài Gòn hiện nay của khu vực quận 11. Em chúc anh chị là thật nhiều sức khỏe, chúc anh chị một ngày mới thật là nhiều tốt lành trong công việc. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.